mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ tiêu chuẩn và tiêu chí thứ nhất tiêu chuẩn nghĩa thứ nhất là cái được quy định để làm căn cứ đánh giá thí dụ tiêu chuẩn để xét khen thưởng các tiêu chuẩn đạo đức nghĩa thứ hai là hạn mức được hưởng thụ hoặc được cấp phát theo chế độ thí dụ tiêu chuẩn ăn hàng ngày của bệnh nhân tiêu chuẩn nghỉ phép hàng năm thứ hai tiêu chí tiêu chí là cái dùng làm căn cứ để nhận biết xếp loại một sự vật một khái niệm thí dụ tiêu chí phân loại tác phẩm sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau. Như vậy, tiêu chuẩn và tiêu chí là hai từ hoàn toàn khác nghĩa nhau. Chúng ta nên thận trọng khi sử dụng hai từ này. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ chiến thuật và chiến lược. Mến chào tạm biệt các bạn